bác tới rồi sao rốt cuộc là sao hai vinh có chuyện gì vậy giờ thằng bé đang được kiểm tra kiểm tra cái gì chứ tại sao lại phải kiểm tra con còn không rõ nữa thằng bé cứ kêu mệt con tưởng là chỉ mệt sơ sơ thôi không ngờ thằng bé lại ngất như vậy bác à bác cứ ngồi xuống trước đã hai vinh không sao đâu thằng bé nhất định sẽ không sao rồi mấy đứa thiệt tình mẹ đã biết thế nào cũng có chuyện khi con cứ lôi thằng bé đi khắp chỗ này tới chỗ kia quay phim thằng bé đã không khỏe rồi hình như ha vốn đã không được khỏe mạnh thì phải vì nó bị bỏ rơi cho nên con muốn bị mai cái miệng lại hay sao vậy từ nhỏ cho tới lớn không một giây phút nào biết giữ mồm giữ miệng lúc nào cũng thích nói gì thì nói hả à? hả con xin lỗi mẹ con xin lỗi bác đáng lẽ tụi con nên để ý tới thằng bé hơn sẽ không có chuyện gì đâu từ lúc mới sinh ra cho tới bây giờ nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Mỗi khi tôi nghĩ tới Hai Jun là trái tim tôi lại đau nhói lên. Giờ anh quay lại bữa tiệc để đưa mấy đứa nhỏ về nhà. Ồ, à, em quên mất chuyện đó nữa. Em biết rồi. Bác ơi, con xin phép đi trước à. Cảm ơn cậu nhiều. Mẹ gọi anh hả? Con đã gọi rồi. Nhưng mà anh ấy với chị đều không ai nghe máy Tụi nó đang làm cái gì mà không chịu nghe máy vậy chứ Ôi trời ơi Trời ơi muốn điên lên quá Sao em lại đối xử với anh như chị Anh là chồng của em mà Ai nói không phải đâu chứ Vậy thì tại sao Là con ruột của mình em sao Đáng lẽ ra em phải nói với anh để cùng bàn bạc bà quyết định chứ Sao em có thể không nói cái gì Mà tự ý đi phá Em sao lại có thể Nếu như em nói thì anh sẽ bắt em xin nó ra Đương nhiên là như vậy Sao phải bỏ Mình đang ngoại tình hay sao Mình là vợ chồng mà Em không thể sinh thêm nữa Em không muốn sinh con đâu Kim cha cung mà Một mình hai dân cũng đủ mệt rồi Vậy mà anh còn muốn sinh thêm đứa nữa, nữa làm sao <laughs> Em xin lỗi Em thật sự xin lỗi vì đã không nói với anh Con rể à, con rể à, mẹ, mẹ thật sự xin lỗi con, là mẹ bắt con bé phải bỏ, là do mẹ. Mẹ vợ à. Thật lòng mà nói, con biết cha cung dứt giả như thế nào hay không? Nếu nó mà kết hôn rồi sinh con đẻ cái nữa, thì khó mà nhận được dai, và cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của nó nữa. Con biết rõ chuyện đó mà, con biết rồi, sao còn như vậy nữa, con bỏ qua đi. Dù vậy thì cũng phải bàn bạc với con chứ. Là mẹ đã không cho con bé nói ra, nó nói sẽ bàn bạc với con để cùng con giải quyết nhưng mẹ kêu con bé đừng có làm vậy hả con hãy nghe điện thoại trước đi kìa nãy giờ điện thoại con cứ reo hoài à con nghe nè mẹ bây giờ con đang bận cho nên không nói chuyện điện thoại được con gọi lại sao dạ à, mẹ mẹ nói hai vui làm sao dạ dạ con biết rồi sao vậy hà vương có chuyện gì thằng bé bị ngất xỉu đang ở trong bệnh viện hả, hả? Trời đất ơi, chị thông gia, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao thành ra như vậy? Hả? Sao sao chị lại nhìn con bé chứ? Không phải nói là người ở bên cạnh thằng bé cả ngày hôm nay hay sao? Hai mẹ con cùng quay một chỗ, vậy nên tôi đang thắc mắc không biết tại sao nó lại không biết chuyện thằng bé bị ngất như vậy. Ờ, tại vì con có gì cần phải làm? Khi quay phim thì ai cũng rất bận rộn mà lúc đó con cũng đang ở đài truyền hình. Vậy mẹ mới nói người lớn làm nhiều thì tại sao không chăm nổi một đứa trẻ con chứ? Chị đừng chỉ biết có con gái của mình cũng nên chăm cho cháu của mình đi. À, à, tôi biết rồi. À, Hayuna, à, bà ngoại nè con, sắc mặt của thằng bé đã khá hơn rồi đó. Bà cũng đừng quá lo lắng làm gì. Cha cùng hồi nhỏ nó cũng y như vậy, đang quay phim thì tự nhiên lại ngất đi nhưng dù vậy nó vẫn làm tốt mọi việc vừa đi học ở trường vừa quay phim nữa <laughs> ý của tôi muốn nói là đứa đứa trẻ thì thường hay bị như vậy lắm mà con còn con còn bị sao vậy con xin lỗi mẹ mùa của bệnh viện làm con buồn nôn quá cha cung đang có bầu thưa mẹ, cô ý tới bệnh viện cho nên mới không để ý tới hai Dung. mới có một đứa mà đã như vậy rồi, bây giờ lại còn có bầu sao à, bác sĩ à, hai Jun nhà tôi sao rồi, có cần phải nhập viện không, có nghiêm trọng hay không vậy à, chắc là do thằng bé bị kiệt sức chỉ cần tiêm một mũi là khỏi phải không tôi nghĩ mọi người nên đưa bé tới bệnh viện lớn anh là ba của bé sao à, dạ lượng bạch cầu của bé mà chúng tôi đo được cao hơn mức tiêu chuẩn dạ yeah. bác sĩ nói như vậy nghĩa là sao tôi chứ? sẽ viết cho anh một bản bệnh lý mời anh theo tôi Dạ yeah. vậy nên thằng bé mới bị ngất sao bạch cầu sao nè nè con à con mới ăn được có năm muỗng thôi mà cố thêm vài muỗng nữa đi con sợ ăn thêm sẽ ói hả à, vậy thôi được rồi được rồi không ăn nữa vậy thì con uống cái này đi có lợi cho tiêu quá lắm đó ngoan lắm hai à? nè việc đóng phim có giấc giả không vậy? Nếu thấy mệt thì con phải nói cho bà biết nha. Sao lại để bị ốm tới như vậy chứ, hả? Con có thể nói cho bà biết mà. Con muốn mẹ thấy được con. Tuy con không thấy được mẹ, nhưng mẹ sẽ thấy được con. Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá Bác sĩ nói là khi trẻ bị cảm lạnh Thì lượng bạch cầu cũng có thể tăng lên Hơn nữa, con cũng đã gọi điện cho bạn Làm ở bệnh viện lớn để đặt lịch rồi Nên mẹ cứ yên tâm nha à, Đương nhiên vậy rồi Nó vẫn còn nhỏ mà Chị đừng có quá lo lắng làm gì <laughs> Sao vậy? À, sao chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Chị quên việc mình bỏ rơi thằng bé Như thế nào rồi hay sao? Sao tự nhiên bây giờ lại nhắc tới chuyện đó chứ? Tôi cũng là bà ngoại của nó đó Tôi thật sự rất yêu thằng bé Từ khi nào vậy? Chị nhẫn tâm bỏ rơi nó khi nó vừa mới chào đời mà Là bởi vì lúc đó Con gái của tôi còn quý giá hơn thằng bé Nhưng mà... Nhưng mà bây giờ không phải vậy Đương nhiên tôi cũng rất yêu quý Hayun Nó cháu tôi mà à, Mẹ Mẹ nhắc lại chuyện ngày xưa để làm cái gì? Khi đó tất cả chúng ta đều sai Đúng vậy Không lẽ chỉ mình tôi sai sao Cả chị cũng đem thằng bé cho người khác Tôi chỉ là Mẹ đừng nói chuyện đó có được không chị Con không muốn nghe Có thể mọi người thấy chuyện này không quan trọng Vì Ha Jun tới giờ vẫn khỏe Nhưng mà cơ thể thằng bé vốn rất yếu Thằng bé từng phẫu thuật tim Không phải là một hai lần gặp nguy hiểm đâu Vậy là ý mẹ muốn nói con đã khiến thằng bé thành ra như vậy sau khi cô ta cứu sống nó hay sao nó là một người mẹ gì ha vun tới mạng sống của mình cũng không màng nhờ có nó con của cô mới sống cho tới bây giờ tôi chỉ muốn cô thay đổi suy nghĩ không đứa trẻ nào tự lớn lên được đâu bây giờ cô cũng đang có bầu rồi cho nên nhớ phải nuôi dạy con cho tốt đó con sẽ không sinh con nữa đâu con không thích sinh con cô nói cái gì nè nè cha cung à cha cung à không phải mẹ nói con không có tư cách làm mẹ hay sao chứ con cũng không hề thích trẻ con đâu. con dâu của tôi mà lại nói chuyện như vậy đó. cha cung mà, cô nghĩ là người nào cũng có được cái phước, được lấy một người chồng hoàn hảo và sinh những đứa con thông minh như vậy sao? cô không biết suy nghĩ, cô đúng là một người mẹ ích kỷ. ơi trời ơi. <laughs> Sao con lại đi nói mấy lời đó vào lúc này Con không biết Con cũng đang bực bội lắm đây nè Sao ở ngôi nhà này con luôn là người có tội vậy chứ Tất cả đây là do anh hết Còn bé nó đang có bầu cho nên mới nhạy cảm như vậy Em sẽ nhận ra Trang Huy Binh Cha cùng à, anh xin em Em không muốn sinh thêm đứa nữa Em thật sự rất bực mình khi lần nào cũng bị đem ra so sánh với cô ta hết Sao em lại phải bị so sánh với cô ta chứ Cô ta không mạng tới mạng sống của mình hay sao Mẹ muốn em phải giống như vậy hả Em điên chắc Anh giúp em đi Đây là cơ hội duy nhất đem đóng vai Trang Huy biên đó Con á thì để sau này sinh thêm cũng được mà anh tới khi nào em thân thiết với hai Jun để mình sống như một gia đình thực sự đã nha suốt chiên à Cha cùng à anh rất hiểu suy nghĩ của em nhưng mà tụi mình đã lấy nhau rồi thì em phải ưu tiên cho chuyện gia đình hơn chứ hơn nữa chuyện em giấu anh để lén đi phá thai một mình làm sao anh tha thứ dễ dàng được em là vợ của anh là mẹ của hai Jun em phải ưu tiên điều đó rồi sau đó mới tới diễn viên em làm ơn hãy nghĩ xem điều gì là quan trọng hơn rồi hãy quyết định Hử? nếu như còn xảy ra chuyện này anh sẽ không tha thứ cho em được ừ. anh là gì mà đòi tha thứ cho em hay không chứ đúng là nực cười thiệt nó thật sự muốn phá thai sao? À, dạ không phải như vậy đâu mẹ cha cung cũng là một người phụ nữ mà cô ấy nói vậy và cảm thấy sợ thôi nếu nó còn dám động tới cháu của mẹ Thì mẹ sẽ lập tức đuổi nó ra khỏi nhà Nó khiến cho Hà Jun thành ra như vậy Mẹ đã đau lòng lắm rồi Nếu nó không bỏ rơi thằng bé Thì đã không xảy ra chuyện này Thằng bé là đứa trẻ ngoan ngoãn biết là bao nhiêu Ôi. Mẹ Con nhờ mẹ một việc nha Chuyện gì Mẹ có thể nói chuyện nhẹ nhàng với cha con một chút hay không Vợ cô ấy cũng đang rất là mệt mỏi Hà Dung không gần ngủ với cô ấy Đã vậy bây giờ còn ốm đau nữa vậy nên mới nói con xin mẹ mà mẹ con biết là mọi chuyện mẹ nói đều rất là đúng nhưng mà mẹ đừng có la nữa an ủi cô ấy đi mẹ đó là người mà con yêu cũng là mẹ của ha mà mẹ hãy giúp cô ấy trở thành một người mẹ tuyệt vời như mẹ bây giờ đi tuyệt vời <laughs> nó thấy đau lòng vì mẹ không an ủi nó sao dạ không phải ý con không phải như vậy mà nói đó làm tốt một chút đi dù sao tới giờ thì mẹ cũng đã có hai cô con dâu rồi đương nhiên là mẹ rất muốn cuộc sống bình yên sao nó không hiểu còn dám chống đối mẹ mẹ cũng mệt mỏi vậy dạ yeah. <laughs> đúng là mệt mỏi thật đó con gái à sao rồi con con nhớ phải nhẫn nhịn trước tiên con cứ nhẫn nhịn chờ đợi chắc chắn sẽ có cơ hội dù mẹ có phải dùng cách nào nhưng mà nhất định sẽ dành được vai trang hôi pin cho con được rồi con cứ tin nữa mẹ cứ yên tâm đi ngủ thật ngon nha con nhớ nha ừ trẻ con thì đứa nào mà không bị ốm giặt chứ bà ta cứ phải làm khó con bé như vậy mới được hay sao thiệt tình mình hai mâm <laughs> mâm cái gì mà mâm chứ con ở nước ngoài hay sao mà dùng tiếng anh gì nữa đây lại gì nữa con đã đóng dấu rồi đó chị đâu rồi mẹ chị về nhà chồng rồi sao ai ngày hôm nay phải mở tiệc mới phải chứ đây là cái gì còn cái gì nữa hợp đồng mở cửa hàng nhung hưu đó giờ con thành giám đốc giám đốc rồi nha hay nói ngắn gọn là ceo nhưng mà con lấy ở đâu ra tiền mẹ hỏi con lấy ở đâu ra tiền để làm không lẽ con lại ký hợp đồng này dưới tên của chị con nữa hả Ê, đó là chuyên môn của mẹ thôi là anh rể đó xúc chiên sao? Sau khi nghe con nói về kế hoạch kinh doanh nhung hưu, anh ấy nói kế hoạch rất là có triển vọng để cho con mượn tiền, kêu con làm ăn chăm chỉ vô. Oh my God. Ê, mẹ nói dùng tiếng Anh khó mà, sao mẹ lại dùng làm gì? <laughs> Thì tại xúc chiên nó cho con mượn tiền mở cửa hàng nên mẹ mới vậy đó. Hả? Sao chứ? Không biết chừng hai đứa nó sẽ không sống chung nữa đó. Không sống cùng nhau nữa? Tại sao? Họ ly hôn hả? Không có, không phải như vậy nhưng mà chị con đang rất khổ sở ở bên nhà chồng đó không được mẹ nói chị nhịn đi con rất thích anh rể mẹ cứ đợi đi chỉ trong một năm thôi con sẽ trả hết nợ và trong năm hai con sẽ mở thêm cả chi nhánh nữa trời <laughs> đất quỷ thần ơi đừng có nằm mơ nữa nếu còn làm thì kiếm được nhiều tiền có kiếm nhiều bằng hai vun không Ê, mẹ thiệt tình đó. giờ mẹ đem con ra so sánh với hai vun nữa hả mà mẹ nè thu nhập của hai vun bên thông gia họ quản hết sao vậy còn mẹ thì vậy đó tất cả tài năng của ha jun đều được nhân từ mẹ đáng lẽ tiền phải thuộc về mẹ dao này còn có luật cái gì mà sở hữu trí tuệ sao lại không có luật sở hữu gen ừ, dù sao thì họ cũng biết chọn đúng thời điểm đó chứ Ê, trời thiệt tình <laughs> <laughs> ừ. nói đi ba Ngày mai con có thời gian không? Con sao? Dạ, có chuyện gì vậy ba? Có gì đâu, lâu rồi ba con mình không đi ăn cùng nhau mà. Ừ. Hai người thôi hả? À, chuyện đàn ông với nhau thôi mà. Bà quá đáng. Chuyện gì vậy ba? Ba nói là em không được đi mà. Anh đi một mình đi. Còn thì để khi khác đi. Dạ, con biết rồi ba. <laughs> ba làm rất là tốt. <laughs> Cậu có hẹn ăn trưa với giám đốc quảng cáo ơi trời cái ông đó nói nhiều lắm luôn ngày nào cũng chỉ kể đi kể lại một chuyện ừ. nhịn đi hả tối thì có hẹn với lại chủ tịch em biết rồi ở đâu anh à, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Dream rồi nhưng mà thời gian có vẻ hơi sớm đó nhà hàng sao bà của em ghép mấy chỗ như vậy mà anh chọn quán cơm bình thường thôi à là Sơ chung đã chọn đó Sơ Xuân Chung lại chọn con bé không đi ăn mà ờ à. Thì thường xô chung sẽ làm mấy việc này mà Không phải hẹn với ba đúng không? Ê, đâu có Anh làm sao mà biết được chứ Nghe nói cậu hẹn với chủ tịch mà Đêm hôm qua nó về nhà trễ mà Sao mới sáng sớm đã đặt nhà hàng được rồi Lạ à Anh không biết gì đâu đó Nga Cậu đi mà hỏi xô chung đi thì ra việc này là do sư chung làm nếu như sư chung không tới vậy em đi gặp ai đi không lẽ là tuổi này rồi mà còn đi coi mắt nữa nè anh em nhà cậu nghĩ tôi dễ dãi lắm hay sao đừng có gây khó dễ cho tôi nữa <laughs> tôi nghĩ vị trí cửa hàng ở khúc ngã là tốt nhất con về rồi đây ủa trời hai người bị sao vậy lại cãi nhau nữa hả hey, mắc gì cô chú lại cãi nhau với nhau hey, không phải vậy đâu lúc nãy cô chú mới kiếm được một địa điểm tốt định tới đó ký hợp đồng dạ. nhưng gần đó có tới bốn cửa tiệm bò hầm rồi đúng đó mấy cửa hàng đồ ăn nhẹ cũng nhiều lắm trời ơi hai người bịn sao vậy nghe con nói trước nha dù có tới hàng ngàn cửa tiệm bán bò hầm đi chăng nữa thì chỉ cần của mình ngon thôi thì đâu có vấn đề vậy gì Vậy ý của con là món bò hầm của chú không ngon không có dị vậy đúng vậy không hả dạ không món đó cũng ngon à, nên nói sao ta nhưng mà không có gì đặc biệt hết chú à với năng lực của chú thì không có bán được đâu nếu như chú muốn chiến thắng á thì phải học hành tử tế và tạo ra món thật là ngon nhưng giờ chú có thể học ở đâu được <laughs> hiểu được chích liền Nếu chị đọc qua rồi Chắc cũng biết chúng tôi coi trọng về mặt chất lượng hơn mấy cửa hàng bình thường khác Đầu tiên Chúng tôi thật sự rất có hứng thú với món bò hầm Nếu chị thuê chúng tôi thì tôi xin hứa Sẽ đảm bảo được những nhân viên có tài sẽ làm việc ở đây Anh tự tự một chút đi Khi 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 đi phỏng vấn mình phải tự tin chút, tự tin lên hả? Cô không biết sao? Hai người là vợ chồng sao? Dạ không phải. <laughs> dạ giờ đúng là không phải. Nhưng chuyện sau này như thế nào ai mà biết trước được? Anh bị cái gì vậy? Nó bậy gì đâu? Con về rồi đây. Hả? Cô ơi, chú đi săn. Anh Hi à. Ờ. À. Sa sao con ở đây vậy hai người lo lắng lắm đúng không con thấy thật xin lỗi không đâu cảm ơn con vì con vẫn sống tốt như vậy vì thật sự cảm ơn con vậy là từ ngày mai chúng ta lại được làm việc cùng với nhau rồi có đúng không hả dạ chú phải giúp đỡ con đó <laughs> tôi chơi tôi chơi tôi chơi <laughs> <trời>, đã quá <laughs> hai người thảo luận sao rồi đạo diễn na nói gì trước mắt thì họ bỏ hết lịch ngày hôm nay nhưng mà vai của hai vuông rất quan trọng nên bây giờ đạo diễn rất lo lắng Ôi, sao lại bị bệnh vào lúc này chứ bộ phim này Chắc chắn là lượng xem sẽ rất cao Nè à, Sơ Mi Xúc Cháu của em đang bị bệnh mà em chỉ nói được vậy thôi hả Thì tình hình bây giờ là như vậy mà Chứ em có nói là vui đâu Bây giờ có rất nhiều người đang phụ thuộc vào Hai Jun đó Em đừng có ngụy biện nữa Nhờ có Hai Jun mà trung tâm đang rất tốt Và kiếm được nhiều tiền nên em mới thấy tiếc thôi Bộ tiền là mạng sống hả Thiệt tình Nghĩ <laughs> cái gì vậy không biết Ha à, Jun em đừng có lo, ngày trước chị cũng đã từng bị cảm cúm rất là lâu và phải tới viện để khám nữa. Nhưng mà bác sĩ nói là chị bị cảm nặng quá thôi. Em biết rồi, cố lên. trước tiên chúng tôi sẽ làm xét nghiệm máu trước rồi căn cứ để coi cần làm xét nghiệm khác nữa không bà ơi con sợ lắm không có sao đâu con mạnh mẽ lên mạnh mẽ lên ráng chịu một chút nha sẽ nhanh thôi con trai ừ. yeah. con ngủ có ngon không đâu phải là bệnh gì nghiêm trọng đâu chứ lôi cả nhà đi tới làm xét nghiệm thiệt mẹ hình như là con không có bản năng làm mẹ trên đời này làm gì có người nào như vậy chẳng qua tại con suốt ngày bị bà mẹ chồng la mắng cho nên mới thấy chán nản vậy thôi hay là vậy ừ. Ừ, sao vậy con không uống được cái này hả hồi có bầu hoa vươn con rất thích uống nước trái cây mà à, con không biết À, con nên làm gì đây Sao con lại kém may mắn tới vậy chứ Sao con lại không có may mắn chứ Con chỉ cần nhìn là được Nè Có loại thuốc đỡ buồn ói Con hãy uống cái đó Con sắp có vài trang vui biên rồi Con sẽ được mặc hành bốc đó Hành bốc Đúng vậy hành bốc Hả? Bộ hành bốc sẽ giúp che đậy đi phần bụng Trước khi bụng con to lên Thì bộ phim cũng xong rồi ha Cho dù có bị lộ thì có sao đâu chứ con là người đã có gia đình sao không thể mang bầu được chứ lúc đó sẽ có rất nhiều bài báo nói về đam mê diễn xuất của con đó con à như vậy sẽ khiến mẹ chồng con im miệng và Xuất chiên cũng sẽ không nói gì được thật sao con không cãi nhau với xúc chiên nữa chút đâu chứ. nữa là cãi nhau rồi tới mức con muốn ly hôn với nấy luôn đó cái người trước đây còn cầu xin con vậy mà bây giờ làm lớn tiếng Hứ. nói lần sau con còn vậy anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con nữa Hứ. đúng là nực cười thiệt Đàn ông thì ai mà không như vậy đâu Bực mình lắm Đứa bé sẽ nghe đó Em bé đâu ra chứ à. Lần này á con chăm sóc kỹ Nhìn cách Hà Dương đối xử với con bây giờ Mới thấy trên đời này á không có gì là miễn phí Nên dạy cho đứa bé dần đi Mẹ chào con, mẹ rất vui Cứ trò chuyện với nó như vậy Mang bầu Hai Jun con chỉ toàn cầu mong Con biến mất đi đừng có xuất hiện nữa Không phải vậy hay sao Cứ nghĩ tới chuyện đó là mẹ lại thấy con lỗi với Ha Jun Ha Jun Chắc không bị gì nghiêm trọng đâu hả mẹ Nếu nó bị gì thì biết làm sao đây Sẽ không sao đâu mà Không cần phải lo làm gì <laughs> Sao Con định đi đâu nữa vậy Định về nhà chồng hả Con tới bệnh viện Xúc Tri nói là anh ấy sẽ nói đỡ cho con với mẹ chồng rồi Nhưng mà không được rồi bà ấy sẽ lại la mắng con suốt cả ngày cho mà con ừ. Chứ không phải con đã tính toán là bây giờ cũng đã làm xét nghiệm xong hết rồi Cho nên nó quay lại đó sao Mẹ hả à? <laughs> Trời, mẹ biết rồi biết rồi, đi 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 Mẹ cũng phải ra ngoài đây, đi đi à, Trời ơi, mẹ tới rồi, tới rồi đây Sao con dám đi nghe dọa mẹ Phải đến lúc 4 giờ mới được là sao Trời ơi, thiên <laughs> tình Giờ phút con trai con gái mà suốt ngày phải chạy như trong trống vậy Mẹ thấy sao <laughs> Có đẹp không Ờ, à, cũng được à, Nhìn cũng đẹp đó chứ ha Súc Chin đã làm một việc rất lớn đó Anh ấy nói đang ở trong bệnh viện không tới được Chị không tới bệnh viện sao mẹ Mùi bệnh viện khiến cho nó buồn nôn Nó ở nhà cho tới tận bây giờ, mới vô bệnh ừ? viện rồi Chị ấy không thích mùi bệnh viện Nó đi đi về về sao Chị của con đang có bầu đứa thứ hai Chị ấy có bầu hả Vậy thì phải chúc mừng chứ mẹ Con phải đem biếu anh chị ấy một chút nhung hư mới được <laughs> Nếu lần này mà con làm không tốt nữa Mẹ sẽ xóa tên con ra khỏi hộ khẩu luôn đó ừ, ừ. <laughs> Mẹ à Mẹ nhìn con Có giống con hư có hai cái sừng không Nhiệt tình Con chỉ làm mấy trò hề là nhanh thôi à Chuyện quan trọng thì đúng đâu hư đó Tại nó còn giống ba nữa chứ gì chứ, Con còn không biết mặt ba nữa kìa Nói chung là làm cho tử tế Biết chưa <laughs> Dạ Mẹ chuẩn bị chọn một danh sách con dâu đi là vừa Nhiệt tình Con kêu mẹ tới lúc 4 giờ làm gì <laughs> Dành tiếp dành tiếp là chút Để con đưa mẹ nha <laughs> Thôi khỏi đi, tránh ra <laughs> Anh đi gần quân Em không có đi đâu Số chung nói đã chọn cô ấy không phải vì hai người môn đăng hộ đối đâu Con bé đã phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng nữa Anh nói tình yêu của em chỉ thiên vị cho một người mà Đúng vậy, em là vậy đó Đương nhiên còn rất nhiều người tài giỏi Nhưng mà trong mắt em chỉ có một mình chị ấy thôi vậy thì cậu muốn tôi phải làm sao đây anh đi đi đây là hình phạt cho cái tội không ngăn được sâu chung đó ờ à, à, dạ 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 ờ à. À, hay là tôi tôi gọi trà trước ha ờ nhưng mà hình như anh khác với người trong hình thì phải ừ anh có đúng là anh đi gân gu không À, xin chào quý khách quý khách muốn ngồi đâu cũng được chị không nhớ tôi sao à, à, à... anh trai của tôi giờ đang đi coi mắt rồi sao lại nói chuyện đó với tôi chứ anh trai của tôi sẽ cưới một người đàng hoàng tôi sẽ tìm một người rất tốt cho anh ấy nên chị đừng có mơ mộng nữa mơ mộng sao tôi không hiểu ý cô muốn nói mơ mộng ở đây là cái gì hết nếu như tôi có suy nghĩ đó thì lần trước tôi đã nhận lời cầu hôn của ginh gu rồi chị nói gì vậy nói xong rồi thì mời đi cho bây giờ tôi đang rất bận chị không tầm thường chút nào hết chị cao tay hơn tôi nghĩ đó nè cô à chị đang cố gắng lợi dụng sự tốt bụng của anh trai tôi chị có thể lừa anh tôi nhưng mà không lừa được tôi đâu chị đừng có tỏ ra mình là người đáng thương nữa tôi sẽ cho chị tiền để chị đi đâu đó thật là xa chị làm ơn đừng có gặp lại anh của tôi nữa chúng ta dừng lại đi bây giờ tôi không rảnh để ngồi nghe mấy chuyện như vậy đâu <laughs> xin mời cô về cho chị lại muốn mé với anh của tôi nữa đúng không đúng tôi sẽ nói với cậu ấy bởi vì tôi không muốn nói dối cậu ấy điều gì hết <laughs> anh làm tốt không? anh không phạm lỗi gì đó chứ? nếu như giám đốc tò mò như vậy thì trực tiếp đi mới phải chứ. À, anh lại giận rồi. à, nghe nói việc quay phim có xảy ra một chút vấn đề rồi. vấn đề gì? Ờ hình như hai Jun đang bệnh rất nặng. Thằng bé phải tới bệnh viện lớn để kiểm tra Cho nên họ đang định đổi diễn viên Cái gì? Bệnh tình của thằng bé như thế nào vậy? Nghiêm trọng tới mức phải đổi diễn viên sao? Bệnh viện đó ở đâu vậy hả? Nè, trẻ con vẫn hay bị bệnh mà Hai Jun khác với những đứa trẻ khác Bệnh viện ở đâu vậy? Bệnh... Bệnh máu trắng sao? Đúng vậy chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định cho nên cần phải làm thêm xét nghiệm thì mới biết được trước tiên chúng tôi sẽ làm xét nghiệm tủy xương trước đừng làm nữa Đừng làm vậy mà. Ừ. Giống chị Yuri quá. vô à? Trời ơi! Cháu nội ngoan của bà. Cháu nội ngoan của bà con không thể nào bị bệnh đó được đâu <laughs> mẹ thằng bé sẽ sợ nữa Ayuda <laughs> Chú gần vô bác sĩ nói sao anh phải làm xét nghiệm tủy xương xét nghiệm tủy xương sao xét nghiệm tủy là sao tại sao Hai phải làm xét nghiệm đó chứ ha à đi thôi con con phải đi làm xét nghiệm rồi ha à đi thôi con hey. sợ lắm <laughs> Mẹ ơi <laughs> Hà Duân ơi Mẹ ơi! Mẹ ơi Mẹ ơi Hà Duân Mẹ ơi! Hà Duân ơi メイ